Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của chương trình Luật pháp cho đời sống và xin chào luật sư Nguyễn Tâm. Hân hạnh chào tái ngộ anh Đi cùng quý vị trong chương trình hàng tuần của chúng tôi. Hôm nay là đã vào cuối tháng 4 rồi, chúng ta chuẩn bị cho mùa 30 tháng 4 và tháng tới là Mother's Day. Rất nhiều event sẽ được cộng đồng loan báo và chúng ta cùng nhau tham dự, chuẩn bị như ngày mai có 30 tháng 4 chẳng như vậy. Tại sao ngày mai là ngày 30 tháng 4 rồi, thời gian đi nhanh quá quý vị. Xin thưa với quý vị, thấm thoát đã 39 năm. Cách đây 2 ngày, tôi có dịp nói chuyện trên, nói đúng ra là vào Chủ nhật tuần vừa rồi thì đúng hơn. Vào một buổi sáng, tôi đi vào một cái quán ăn ở tại San Jose. Tình cờ lại nghe giọng của Khánh Ly. Vâng. Ca những cái bản nhạc mà Sài Gòn ơi ta đã mất người trong cuộc đời, hay là Sài Gòn vĩnh biệt vân vân. Rồi tôi nghe cả giọng Việt Dũng, tôi nghe cả giọng cô Ánh. Ánh Nguyệt hả? Ánh Nguyệt, ca. Tới thì cũng sớm. Thì lúc đó khoảng chừng 8 giờ mấy thì đi ăn sáng. Thì tình cờ tôi thấy quán cũng đã khá đông. Và hình như là tôi nhìn qua vòng cái tật của cái nghề làm báo, làm phóng viên của mình. Mình nhìn qua khi mình cảm nhận được những cái bài hát vào cái dịp đó, thì mình muốn nhìn chung quanh coi mọi người suy nghĩ như thế nào. Thưa với quý vị, một cái điều đó tương đối lạ là tôi thấy hình như ai đó thì miệng thì nhai mà hồn thì để đâu. Cho nên tôi cũng đã có dịp nói chuyện này ở trên một cái đài TV ở tại địa phương. Thì ngày hôm nay một lần nữa cùng với luật sư Tâm, tuy rằng làm trong chương trình Luật pháp cho đời sống, nhưng mà có những thứ mà luật pháp không làm gì được khi mà bị cưỡng chế cả một cái vùng, cả một cái quốc gia như vậy. Cho nên luật pháp cũng không thể nào đứng về phía những cái kẻ mà ranh ma như vậy được. Cho nên cuối cùng quý vị thấy cái điều gì? Chúng ta chỉ có thể nhớ lại, ngậm ngùi và lấy đó làm kinh nghiệm để thúc đẩy cái giới trẻ đi tới trong tương lai. Làm sao có một cái đất nước nó tự do hơn, dân chủ hơn. Và cái điều thiết thực nhất là giúp đỡ cho tất cả những cái người muốn đòi hỏi những cái công lý tự do dân chủ cho cái quốc gia của chúng ta. Ngày mai là ngày 30 tháng 4 thì luật sư Tâm sẽ mời và giới thiệu một cái chương trình để quý vị có thể đến và tham dự ngay tại tiền đình của thành phố San Jose. Thì đúng vậy, nó có căn nhà tròn ở trước San Jose, nó gọi cái Rotunda, đã bắt đầu một cái truyền thống tốt đẹp. Đến năm ngoái các bạn trẻ, những người chuyên gia trẻ đó, trong nhóm gọi là Vietnamese Round Table, là nhóm hội nghị bàn tròn đó, đã tổ chức nó gọi là Tháng Tư Đen, Black April Night, tại đúng ngày 30 tháng 4 cũng tại chỗ đó. Và một không khí trang nghiêm xúc động bất ngờ. Vì vậy mà các em làm bằng tiếng Mỹ và em truyền đạt thông tin cho người nói tiếng Mỹ, họ hiểu vấn đề, họ rất là cảm kích. Chúng tôi vô cùng khâm phục, rất là cái xúc động khi bước vào hội trường đó. Mình mặc đồ đen, có hình một bầu không khí trang nghiêm, rất là trang trọng. Và các em gắn cho mình cái huy hiệu, cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, rất là xúc động. Vì vậy đề nghị tất cả quý đồng hương xa gần nó được ghé qua tại tòa thị trấn San Jose ở đường Santa Clara và đường số 5 đó, ở nơi nhà tròn đó, vào lúc 6 giờ chiều. Đề nghị chúng ta mặc lễ phục màu đen hoặc màu trắng. Màu đen có một cái màu trang nghiêm, để chúng ta cùng nhau có một cái tiếng đồng hồ để đưa hồn về với quê hương tổ quốc, cùng chia sẻ với giới trẻ. Và như anh đi nói, cái giới trẻ đã có những vai trò chủ động rất là tích cực. Và tôi nghĩ trong tương lai không xa đâu, các em này sẽ làm cái gương sáng, làm yểm trợ nỗ lực để yểm trợ cho các bạn trẻ trong nước. Một ngày kia cả đất nước cũng bừng vỡ ra cái cơn mê tín, là một cái chất mê mù này, để tìm lại cái sự trong sáng, trong lành, yên bình, tự do cho dân tộc chúng ta. Chỉ còn một năm nữa thôi quý vị, là đã là 40 năm rồi, thời gian đi thật nhanh. Hãy đến cho thật đông, bởi vì chúng tôi cũng được biết rằng ngày mai là một lần nữa là phải nói rằng nhiệt độ trên dưới khoảng 40 độ, 90 độ thì đúng hơn. Tại San Jose thì một trời nắng ấm hoàn toàn vào 6 giờ chiều thì có thể nói rằng đó là thời tiết khá lý tưởng cho chúng ta có được một cái buổi lễ trang trọng. Chắc có lẽ thì mình phải đi thẳng vào cái chương trình luật pháp cho đời sống. Vì có một câu hỏi rất là dài. Có một câu hỏi tương đối dài ngày hôm nay. Xin thưa với quý vị, thật ra đó thì chúng tôi có một số những câu hỏi nữa, nhưng mà Andy sẽ dành cái câu hỏi này trước. Nhưng mà trước khi quý vị đi vào chương trình luật pháp cho đời sống thì một lần nữa
Quý vị nhớ cho luật sư đấu tranh binh vực cho người cô thế là luật sư Nguyễn Tâm đang ngồi nói chuyện với quý vị đây. Gửi email về luật sư Nguyễn Tâm @gmail.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho luật sư Nguyễn Tâm bất cứ lúc nào là 408-876-8766, 408-876-8766. Và cái tuần này đó thì chúng ta có thể đi vào một cái chương trình nó tương đối nó hơi lạ và một câu hỏi rất là dài, nhưng chúng ta sẽ đi cái câu này trong chốc lát. Câu hỏi của cô Nga Lê một lần nữa gửi đến với lại chúng tôi xin đọc câu hỏi này. Trước đây cô cũng đã hỏi rồi, nhưng mà ngày hôm nay lại thêm một số những câu hỏi nữa, nhưng mà trong đây có một câu hỏi chúng tôi không được hiểu rõ cho lắm. Chào luật sư Nguyễn Tâm và anh Andy, lại làm phiền hai anh nữa đây. Cái đây vài năm vợ chồng tôi cũng ký tên mượn tiền sửa nhà, như vậy có giúp gì được hay không? Cái câu hỏi này nó thiếu phải nói một cái mệnh đề chính. Tuy rằng cái câu nó có bổ từ, túc từ thì nó đầy đủ, nhưng mà đúng là cái câu mà mượn tiền sửa nhà là mình đề phụ, mình đề đúng chính rồi. Là cái vấn đề gì? Vấn đề gì ở đâu và tại sao lại có cái mệnh đề chính là gì? Chắc có lẽ là cũng chỉ vì tên tuổi không có rõ ràng hay sao đó, cho nên một lần nữa mời cô có thể gửi email cho chúng tôi riêng cái câu hỏi này và chúng tôi sẽ trả lời trong cái lần kế tiếp. Và câu hỏi kế tiếp là sau khi vào quốc tịch thì tôi có làm passport mang tên Mỹ, nhưng khi renew lại tên Việt Nam và hết hạn năm 2020 thì khi renew tôi có gửi passport cũ kèm theo đơn xin renew và ghi tên Việt Nam tại bưu điện, sau đó nhận lại passport cứ bị cũ. Đục nhận lại passport cũ bị đục lỗ, bị đục lỗ và hủy bỏ, và passport mới thì cũng vẫn y chang cái tên cũ, không có gì thay đổi hết, thì bây giờ mình phải làm cái gì, xin giải thích cho. Và một câu hỏi nữa là bán nhà và mua nhà chỉ có một đồng thôi, thì có vài người bạn họ bán nhà cho người thân, cụ thể là con cái, giá chỉ có một đồng. Xin cho biết kết quả về sau thì mua bán một đồng này thì nó như thế nào, có hợp pháp hay không? Ý con muốn hỏi như vậy. Vui khỏe luôn đến với hai anh, trân trọng. Thì tên là Nga Lê đã hỏi những câu hỏi này. Nói tóm lược lại, câu hỏi thứ nhất cô nên gửi lại cho chúng tôi một lần nữa để chúng tôi có thể hiểu rõ câu hỏi hơn và trả lời vào lần tới. Câu hỏi kế tiếp thì khi mà làm vào quốc tịch thì passport thì có mang tên Mỹ, nhưng mà khi renew thì lại là tên Việt Nam và hết hạn năm 2020. Và khi renew thì có gửi cái passport cũ kèm theo và đơn xin renew thì lại ghi tên Việt Nam, rồi sau đó là họ nhận lại passport thì họ cứ bị hủy bỏ. Và passport mới thì vẫn cứ mang tên cũ, như vậy thì không biết phải làm sao. Theo tôi hiểu thế này là khi nhận được đó là đúng vậy, là vì cái dấu của người bỏ này là vì cái bỏ thì của Google sao đó, là khi nhận được đó thì gồm có cả cái mới và cái cũ, và cái cũ họ đục đổ bỏ là đúng, thưa quý vị, đó là nguyên tắc của Bộ Ngoại giao, để hủy bỏ không được xài cũ nữa, mình xài cái mới thôi. Cái vấn đề cái tên của mình họ không có thay đổi là đúng rồi, tên nào đã như thế nào họ giữ đúng như vậy, thành ra cái chuyện không gì trở ngại cả. Mình đã khi nộp tên đó thì không lý do gì họ thay đổi. Tôi nghĩ là cái bên nhân viên sở passport Bộ Ngoại giao đó họ cứ vậy và theo cái cũ mà họ làm cái mới, chứ không có lý do thay đổi cái khác được cả. Còn vấn đề mà mua bán nhà cho một đồng là, xin thưa thế này, đó là một cái cách ngữ làm rất là hay. Khi giữa cha mẹ, anh chị em, gia đình mà có quyền cho tài sản cho nhau đó, thì cho một cái là tượng trưng một đồng ở chỗ nào. Quý vị thấy khi mình làm giấy nhà đó, thì có hai phần. Cái phần tại escrow là tiền bạc chuyển qua chuyển lại cho đầy đủ. Rồi làm xong một cái thì người escrow, người trung gian đó, họ mới giải tỏa, giải ngân ra và gửi giấy tờ đi. Còn cái grand deed là cái giấy tờ chứng đất, chứng thực về nhà đất đó, của mình đó, sang tên làm chủ quyền đó, nó đâu nói giá tiền, nó không hề. Nó chỉ nói một cái câu, một chữ thôi, và cái chữ đó là có cái giá trị quan trọng, là nó phải có nó consideration. Consideration là cái giá cả trao đổi. Và cái điều kiện là làm sao, nó chỉ có ba cái yếu tố đi theo trong một consideration đó. Thứ nhất là legal, thứ hai là adequate, và thứ ba là valuable. Có nghĩa là thế này, khi tôi giao anh một cái món đồ gì đó, ông có trả cho tôi một cái gì hợp lý vừa phải tôi chấp nhận được. Ví dụ một cái xe trị giá 10.000, ông bán tôi 1.000, miễn là hai bên đồng thuận thôi,
và cái 1.000 tôi đã trả rồi, ông nhận được rồi, thì cái đó là một cái điều kiện pháp lý trao đổi mua bán. Trong hợp đồng, trong cái bản mà cái grand deed của nhà đất không nói tới số tiền bao giờ, họ chỉ nói là thế này, quý vị nhớ tôi thuộc lòng là for valuable adequate legal consideration received, tức là tôi xác nhận đã nhận đầy đủ món tiền tôi thương lượng vừa phải hợp lý rồi, vì vậy tôi mới sang tên lại căn nhà này cho ABC, vân vân. Vì vậy đối với bên cái sở nhà đất, họ chỉ ghi là cái đó trong đó thôi là đã được trao đổi, có điều kiện pháp lý rồi, không thắc mắc gì cả. Vì vậy cái một đồng á làm là nó biểu tượng cho cái đó, cái tượng trưng thôi, chứ còn nếu mà không có, đôi khi trong tương lai có thể bị thách thức, bị người bảo rằng tôi bị ép uổng, tôi bị u mê, sau đó tôi đưa nhà không, tôi không có nhận được cái gì tất cả, dù là một đồng tượng trưng. Đúng rồi, vẫn phải có một đồng. Đó là phương pháp trong gia đình chuyển nhượng cho nhau, rất là bình thường thưa cô. Xin thưa với quý vị, ở cái câu trả lời thì quá rõ ràng, nhưng mà quý vị nhớ một lần nữa con Nga Lê gửi lại cho chúng tôi để chúng tôi hiểu rõ cái câu hỏi thứ nhất. Nhưng mà nhân đây đó, qua cái câu hỏi mà gửi cái visa đi xong rồi bị đục lỗ gửi về rồi này nọ, nó cái passport đó, để đi cũng xin hỏi luật sư Tâm một cái này luôn. Chắc có lẽ luật sư Tâm không chuẩn bị trước, nhưng mà cái này nó xảy ra với tình trạng của anh đi. Ngày xưa anh đi có một cái xe cũ, nhưng mà quý vị biết á, thì anh đi hay cất đồ vô trong cái xe đó lắm. Bán thì không bán, mà cứ để đó lâu lâu lôi ra mấy chục năm vẫn cứ chạy, luật sư Tâm. Thì cứ một lần mà renew bằng lái rồi renew những cái passport đó, anh đi bỏ trong cái xe đó, thì cái bằng lái nó có hiệu lực 5 năm rồi, bằng lái mới về mình giữ lại cái cũ, bằng lái về mình cứ giữ lại cái cũ như vậy, cuối cùng mình có một sấp bằng lái cũ nằm trong đó, passport cũ cũng 2-3 cái nằm trong đó, một số những cái license chẳng hạn như license của nhà báo rồi license của hết hạn đó, mình giữ thành một sấp như vậy. Một đêm thì anh đi lái cái xe đó đi về, khoảng cỡ chừng 11 giờ đêm thì bị cảnh sát chặn lại, vì chỉ một cái đèn đằng sau nó không có sáng thôi. Nhưng mà khi mà người cảnh sát hỏi Andy đưa cái driver license á, thì mình mới lấy ra cái bọc đó, mình lấy cái driver license current để mình đưa cho cái người cảnh sát, là một cô cảnh sát hay đúng hơn, của thành phố Milpitas này, để cô coi cái driver license. Nhưng mà cô lại hỏi ngược lại, ông có cái gì mà nguyên một bọc của ông như vậy? Mình mới nói đây là tất cả những cái driver license tôi để làm kỷ niệm những cái bằng của tôi trong cuộc đời của tôi. Họ mới nói, cô cảnh sát đó họ đã tịch thu hoàn toàn tất cả những cái đó của tôi, và nói những cái này hết hạn rồi thì cái tài sản này thuộc về government. Mà lúc đó mình cứng họng, mình nói không, tôi đã trả tiền rồi, cái bằng này là bằng của tôi, bằng lái của tôi hết hạn, người ta đục lỗ người ta trả. Nhưng mà cô nói không, cái này phải đem đi trả lại cho government, hoặc là chúng tôi phải hủy bỏ, bởi vì cái này rất nguy hiểm, nếu mà để đến một cái tay kẻ khác mà họ vào trong xe ông, họ lấy được tất cả những cái này, thì họ sẽ biến những cái này thành những cái value mà có những cái hệ quả mà ông không có lường được. Cho nên về rất là tức, mà định hỏi bao nhiêu lâu nay, không biết rằng mình có nên đòi lại những cái đó của mình hay không. Bao nhiêu cái kỷ niệm từ ngày tới Mỹ bây giờ bị lấy hết. Thì theo luật sư Tâm thì không biết cái điều này nó có đúng hay thưa sai. Đúng thế, trên nguyên tắc luật pháp là như thế. Tất cả những cái chứng từ, văn kiện bằng cấp cái loại thẻ đó mà khi chính phủ cấp cho mình, họ chỉ cho mình nó gọi là cái privilege, cái quyền hạn được sử dụng nó thôi, chứ mình không phải là chủ nó. Tức khi mình trả tiền thì mình được quyền sử dụng, được quyền sử dụng, được quyền lái xe, được quyền gì. Còn cái những cái sản phẩm đó vẫn là tài sản của chính quyền. Mà khi nó hết hạn là bắt buộc phải trả lại. Trên nguyên tắc thực tế là trả lại, nhưng thực tế là vì sở DMV họ đâu có bận rộn đi đòi những cái đó đâu. Thành ra làm cái mới hay mình mất thì mình họ đưa khác cho mình, họ đòi bắt giữ cái cũ cho họ đâu. Thành ra mình có còn một số. Nhưng mà trên nguyên tắc thực tế là vậy đó, phải nộp bản cũ vào. Riêng cái passport thì cũng vì vấn đề trội chứa hay vấn đề họ không muốn giữ nữa, họ có đục lỗ, họ trả lại cho mình. Nhưng mà người cảnh sát đó họ cũng lấy luôn. Cho nên cuối cùng thì coi như tôi mất hết tất cả những cái kỷ niệm. Bây giờ như tính giờ luật sư Tâm kiện để lấy lại dùm, không biết có đáng hay không. Đôi khi tiền bạc nó không phải là một vấn đề quý vị, nhưng mà điều cái mình mất cái kỷ niệm mình đau lắm. Cũng giống như cái dịp này mình muốn nói lại chút xíu, 30 tháng 4 nó tới biết bao nhiêu cái kỷ niệm phải không. Và bây giờ một cái câu hỏi này nó rất là dài, anh đi mời quý vị kiên nhẫn để mà nghe câu hỏi này. Một lần nữa quý vị nhớ cho luật pháp cho đời sống, thì quý vị gửi thư về cho luật sư Nguyễn Tâm,
gmail.com và 408-876-8766. Cái đề tài cho cái câu hỏi này là lừa tiền và đảo tình. Mời quý vị nghe sau đây. Kính chào sư Nguyễn Tâm và Nandy. Em là một cư dân San Jose ở khu vực 7, tên là T. Trần. Hôm nay em viết thư này với một niềm hy vọng nhỏ bé, ước mong tìm lại được công bằng và bình yên cho cha mẹ của em. Thưa luật sư Nguyễn Tâm, em là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Năm 2009 em bị thất nghiệp và trong lúc đó tình cờ em quen với một phụ nữ ở trên mạng Internet. Cô ta sống ở Việt Nam. Mà đến bây giờ khi chân tướng thật sự cô ta hiện rõ, em hối hận thì đã muộn rồi. Nghe lời ngọt ngào, em lên đường đi về Việt Nam gặp cô ta. Cô ta tên là VT. Sau này em mới biết tất cả chỉ là một màn kịch dựng sẵn của cô này cùng với nhân tình để chờ con mồi chui vào. Em đã không hề biết gì về âm mưu của họ. Em cứ tin rằng đó là người mình có thể đặt niềm tin. Và em đã trở lại Mỹ rồi nộp đơn bảo lãnh cho cô ta theo cái diện fiancé. Đến tháng 5 năm 2012 thì cô ta được qua Mỹ. Vừa qua đến nơi thì cô ta tráo trở, lộ nguyên bộ mặt xấu xa, cười vào mặt em và nói rằng bọn tao chỉ dùng mày để sang Mỹ lấy thẻ xanh thôi. Rồi trong lúc em choáng váng và đau lòng chưa kịp hoàn hồn thì cô ta dựng chuyện với cảnh sát, gọi họ đến, vu khống là em ngược đãi, yêu cầu cảnh sát bắt em đi. Đây là lần đầu tiên bị cảnh sát chạm đến người kể từ khi được sinh ra đời. Rồi không có bằng chứng gì, cảnh sát đã thả em ra và không kết án gì cả. Trong lúc em bị hành hạ như vậy thì cô ta theo mưu kế đã lập sẵn với nhân tình từ Việt Nam, đã tìm cách làm giấy tờ giả, bắt em ký tên vào để nhằm mục đích lấy thẻ xanh. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn, bất chấp là em đã đối xử tốt với cô ta trước đây ra sao. Cô ta hù dọa cha mẹ em ngày đêm, đập phá đồ đạc trong nhà, uống rượu, quậy phá. Cha mẹ em đã kêu gọi cảnh sát giúp 2 lần, nhưng cô ta khôn khéo tránh né, cảnh sát đã không làm gì được cô ta. Hậu quả là em phải đi nộp đơn kêu ra tòa, nộp các bằng chứng em có được về âm mưu xảo quyệt của ta, những cái việc trái pháp luật cô ta làm tại Mỹ. Nhưng người đại diện cho em là một legal assistant đã âm thầm hùa vào cái cô VT này, bằng chứng là đã không đến được tay quan tòa. Em bị quan tòa tuyên thua và phải trả mọi cái chi phí tòa án. Thưa luật sư Tâm, đúng là họa vô đơn chí. Em là người ngay thẳng, sống hơn 12 năm qua trong an bình tại San Jose, và bây giờ gặp phải tai họa do một người bất lương đem đến từ một nước xa xôi. Luật pháp ở đây đã bị nó lừa gạt, lại còn bị quay sang chụp mũ tội lỗi lên đầu người vô tội. Giờ đây em và ba má đang sống trong sợ hãi buồn tuổi suốt 2 năm qua. Người legal assistant không những âm thầm giúp cô kia mà còn lấy hết những đồng tiền ít ỏi trong thẻ tín dụng, khiến em lâm vào cảnh nợ nần. Em vô cùng trầm uất, nhưng em vẫn ráng để học tiếp và hy vọng em sẽ hoàn thành khóa học tại San Jose University sau 1 năm nữa. Thưa luật sư, hôm nay em được nhìn thấy hình và những hoạt động cứu giúp đồng bào ở đây. Em lại bùng lên cái hy vọng và em viết thư này. Em âm thầm cầu cấu một phép màu là để thư này đến được tay luật sư. Khẩn mong luật sư xem xét với trường hợp của em mà ra tay cứu giúp em ra khỏi cơn hoạn nạn này. Nếu được như thế, em mới có thể bình tâm và đi học nốt cái thời gian còn lại. Nếu được như thế thì em xin kính cẩn đa tạ sự giúp đỡ của luật sư và nguyện đem hết tâm sức của em sau này đi cứu giúp người yếu thế như luật sư đã làm. Em kính mong sự hồi âm của luật sư và xin chân thành đa tạ. Xin thưa quý vị, đây là một lá thư rất là dài mà có thể nói là một cái bức tâm thư. Trong này có một cái điều là em âm thầm cầu khấn phép màu để lá thư này đến với được tay của luật sư, thì bây giờ nó đến rồi. Và anh đi đang đọc cái câu hỏi này để cho mọi người cùng nghe. Thì cái điều thứ nhất là coi như là anh đã được toại nguyện. Cái chuyện kế tiếp nữa đó là cái chuyện bình tâm để đi học suốt còn thời gian còn lại, thì cho dù có thành hay không thành cũng phải cố bình tâm mà đi học. Cái đó là cái tương lai của mình. Cái chuyện đó là chuyện về phía trước, còn tất cả những chuyện khác nó lại là chuyện phía sau. Có còn chăng thì nó chỉ là những cái nỗi đau, nỗi buồn, cái nỗi ấm ức mà mình cần phải giải tỏa mà thôi. Còn nếu như mà học hành được thành tài rồi, để mà nguyện đem hết cái tâm sức của mình sau này đi cứu người yếu thế như luật sư Tâm đã làm, đó là một điều tốt ở trên đời này, rất nhiều người đã làm. Không phải mình lâm vào cái hoàn cảnh này rồi thì mình mới nghĩ đến cái chuyện giúp người khác, mà trong mỗi hoàn cảnh mình đều giúp những người khác. Cho nên đây là những cái ước nguyện tốt, nó đang thành
và nó sắp sửa thành. Và cái tâm tốt như thế này thì chắc chắn là một con người không, có lẽ là không cô thế trong tương lai, và một con người sẽ giúp những người cô thế. Nhưng cái điều mà anh đi muốn nhờ luật sư Tâm nói về khía cạnh luật pháp đó, bởi vì trong này nó nhiều điều rất là rắc rối. Đặc biệt khi anh đi làm việc với luật sư Tâm, anh đi học được một cái điều là cái câu ông bà mình nói rất đúng: nói phải có sách, mắt phải có chứng. Và cái sách và cái chứng này nó phải đi đôi với nhau, và nó phải được viết xuống, nó phải được thâu âm lại, nó phải được có hình ảnh, và nó phải được trình bày một cách đứng đắn. Cái người legal assistant này có thể là họ đã làm không đúng cái chức năng của họ chăng, hay là mình chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi. Hai nữa là mình phải nên rõ ràng cần phải tìm một luật sư lẽ ra ngay từ lúc đầu. Và ngày hôm nay thì câu hỏi này được đưa ra thì luật sư Tâm sẽ giải thích cảm cho quý vị nghe sau đây. Thưa, cảm ơn câu hỏi của bạn Tê Trần. Trước hết là chúng tôi như đây đã nói đó, là cảm ơn bạn đã có sự tin cậy để chia sẻ một cái tâm sự quá đau thương như vậy với chúng tôi, và cũng đồng thời chia sẻ với đồng bào cộng đồng xa gần. Nhưng có một điều chúng tôi sẽ nhận xét thế này: qua cái câu chuyện này đó, tôi có cảm tưởng là anh đã gặp liên tục dồn dập nhiều cái tai ương, nhưng mà cho tới ngày hôm nay, tức là 2 năm sau rồi đó, thì hình như nó đã qua rồi, bây giờ nó chỉ còn cái vết thương thôi. Đúng rồi, cái câu chuyện nó xong rồi, là vì cô ấy đã lợi dụng anh đưa fiancé qua trong vòng 90 ngày làm hôn thú xong rồi, cô ấy mới toa rập, cô dùng một cái kẽ hở của luật di trú để dựa theo cái luật Wawa, là cái luật nào cho rằng nếu người nào bị bạo hành gia đình, bị abuse, physical abuse đó, thì lập cái đơn đó có hình ảnh chứng minh, có bằng chứng, có tất cả mọi thứ nộp cho sở di trú, họ sẽ cấp cho cái thẻ xanh trực tiếp đơn phương mà không bắt buộc cái người chồng fiancé của mình cùng ký tên nữa. Đó là phương pháp tôi nghĩ đã bị lợi dụng rồi, đó là chuyện của họ. Anh ở đây 12 năm. Tôi xin thưa với anh là tôi rất tiếc và cũng đáng buồn cho anh là ở đây, như chúng tôi có thưa với quý vị, lý do cách đây 25 năm tôi đi học luật là vì tôi biết mình có nhu cầu luật pháp, do đó tôi đã bỏ engineer đi học luật. Và trong 10 năm qua, đáng lẽ anh phải biết trong sound game mình có rất nhiều luật sư chứ không phải chỉ đợi phụ tá pháp lý đâu. Nếu việc của anh đã trình bày với một người luật sư hiểu việc, biết luật pháp, có thể đã giúp anh được chặn được cái khó khăn đó rồi. Bây giờ chuyện xảy ra theo tôi hiểu thế này: anh bị cô ấy giống như là lợi dụng lường gạt thì có, chứ anh không bị cổ hành hạ và đánh đập tấn công để anh làm cái đơn ở tòa như anh nói, kêu anh sẽ giúp 2 lần mà không có bằng chứng gì hết. Và cái điều này là anh làm sau cổ, thành ra khi đưa ra tòa đó, tòa sẽ thấy rằng là ở cái này là lý trả thù mà thôi, do đó rất khó, cái việc của anh rất là khó. Đã vậy có thêm một cái tì vết là đã khiếu nại một lần rồi mà không kết quả gì hết, anh sẽ làm lần nữa, người ta bảo anh lại lần nữa cũng không có kết quả gì đâu. Thành ra nó rất khó cho đó. Vì vậy tôi thường giúp cho người thân chủ là khi có vấn đề bị bạo hành rất là kỹ, rất chuẩn bị, rất là minh bạch ngay từ đầu. Cái người đó phải ngồi nhớ lại, ghi lại từng đúng ngày giờ điểm, những sự là cụ thể bị thành như thế nào thế nào. Chứ còn bảo rằng nếu mà cô ấy lường gạt tôi không đó, tôi xin thưa anh, đưa ra tòa về gia đình hay tòa luật pháp ở Mỹ, họ không có can dự. Đặc biệt lừa về tình cảm hoàn toàn không, đặc biệt lừa về tài chính, chuyện cưới vợ của chồng là chuyện của anh, anh hoàn toàn trách nhiệm. Họ chỉ giúp anh để bảo vệ sự an toàn cho anh mà thôi, nếu có nguy cơ về bản thân và những người xung quanh. Tóm lại, cái người giúp anh hoặc cái anh trình bày câu chuyện đó đã đi lạc vấn đề, là thứ hai là không đúng cách để mà trình bày. Thành ra chuyện đã qua rồi, hiện nay bây giờ chỉ còn là cái hậu quả buồn, tủi, hận, lại bị lường gạt như vậy thôi. Thành ra theo tôi nghĩ là có thể một phần nào nhìn toàn bộ lại vấn đề đó sẽ giúp anh xét đặt cho minh bạch đâu vào đó, và để từ đó may ra có cái gì hợp lý hay chăng để có một cái lối thoát cho anh. Nhưng tôi thấy hiện nay công việc đã qua và anh cũng dù sao đã chuẩn bị đi học tiếp đại học San Jose State rồi, mà từ San Jose State mà những người sinh viên đó phải thuộc loại khá chứ phải không đâu. Tôi nghĩ anh có đủ khả năng về Anh ngữ, đủ khả năng hiểu biết, đủ khả năng đối phó rồi. Vì vậy tôi đề nghị thế này, cùng ở San Jose với nhau được, khi nào tiện đó anh có khả năng viết một câu chuyện như vậy. Đối với tôi đó, nó chi tiết nó dài quá, cách làm theo luật pháp đó là đừng viết dài như vậy, viết từng hàng, gồm có 2 phần, ngày và việc, tức là
cái lúc nào đó và việc gì nó cho một hàng thôi, đừng có nhiều. Một cái lần lượt anh kể từ đầu, ngày mấy việc gì, ngày mấy đưa đi đâu, ngày mấy đi qua Mỹ, ngày mấy đánh đầu hay bất cứ gì đó, thì cái người luật sư khi có như vậy không mới hiểu rõ, họ sẽ giúp cho anh soạn cái câu chuyện lại đi cái đã, rồi từ đó mới cân nhắc gặn lọc cái nào lợi hại, cái nào có làm được gì hay không. Có thể được thư trước không biết kết quả là sao, có thể là không có gì cả, đúng, có thể giúp cái khác. Tóm lại việc của anh viết câu chuyện rất là dài và rất là xúc động, nhưng câu chuyện nó quá chi tiết và nó không cần thiết trong cái vấn đề giải quyết pháp lý. Vì vậy anh bình tĩnh ghi lại câu chuyện theo tôi vừa dặn, và khi nào tiện bệnh ghé văn phòng chúng tôi tham khảo với anh để tìm cho giúp anh tìm rõ vấn đề. Còn cho tới hiện nay, nếu đã qua rồi thì một vết thương đã qua rồi, chuyện anh chuẩn bị tương lai, tôi đề nghị anh ráng cố tiếp đi học và mong ví dụ như là đi bầu cử, đi tham gia hội chợ mẹ Mother Day ngày 11 tới tháng 5 tới, đi tham gia những công tác của cộng đồng, của sinh hoạt khác, chúng ta gặp nhau, chúng ta đóng góp vai trò được khả năng với dạng của mình, tham gia nhiều sinh hoạt khác. Và nếu được xin theo dõi ngày 3 tháng 6 chúng tôi cùng nhau thông dõi tin tức và thông tin bầu cử. Tháng 7 mình chưa biết, nhưng Mỹ chứ gặp nhau đi để chứng tỏ cái sự đồng hương hiểm trợ nhau. Rồi từ đó đôi khi nhờ cái sự tham gia đi ra, bước ra ngoài làm việc với cộng đồng đó, nó thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái quan niệm, thay đổi cái tinh thần nữa, chúng ta vui vẻ tích cực hơn. Và xin thưa thật với anh chứ, kinh nghiệm đau thương cuộc đời của anh tuy có đó, mà không nhiều bằng Andy đâu. Mà ngày hôm nay Andy còn vui vẻ tích cực như vậy thì cứ anh yên tâm. Cảm ơn Andy. Đúng như vậy. Cho nên cái Andy có một người bạn ở San Jose này nữa. Cái người bạn này trước đây đó thì người bạn này có tiền, có quyền và có thế nữa. Và sẵn sàng coi như là đối đầu lại với mọi trường hợp, cho dù một câu nói mà phải nói rằng không đúng đối với anh ta hay là đúng đối với anh ta, chưa việc xét xử đã phan rồi. Nhưng mà sau này đó, mới để anh đi gặp lại khoảng năm nay thôi, ông có nói với anh đi như thế này. Anh bạn có nói: bây giờ mình có cãi lại hay không cãi lại, ngày mai rồi nó cũng qua. Mà mình có giang tay giơ chân, mình có đấm đá rồi ngày mai nó cũng qua. Rồi mình không làm gì cả, ngày mai nó cũng qua. Vậy tại sao mình phải làm cho nó mất sức mình, cho nó mệt? Thôi cái chuyện đau buồn thì là nó là chuyện đau buồn. Ai nói cái gì mình cứ im đi cho nó xong. Tôi nói nếu ông biết vậy mấy chục năm về trước thì đâu có khổ đâu. Nhưng thì tôi đồng ý anh nói cái đi, trong cái vở kịch mà về Annie nó có bài hát là Tomorrow will come, tomorrow will be đó. Cái gì cũng vậy, there always, luôn có một ngày mai nó khác biệt. Có một cái câu nói mà tôi nhớ từ tâm niệm hoài, họ nói thế này: nếu bạn nuối tiếc là bạn đang sống trong quá khứ, nếu bạn lo âu là bạn vội sống một ngày mai chưa đến. Việc ngày mai chưa đến đừng có lo, việc cũ nó qua rồi nó tiếc cái gì. Vì vậy đừng để nó làm mất đi cái bình yên hiện tại đang sống. Đúng rồi, đó là lý do, đó là cái lý. Và trước khi đi vào một cái câu cuối cùng đó thì anh đi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có hậu. Anh đi có một người bạn cách đây 18 năm. Thì đúng rồi, 17-18 năm. Người bạn này có về Việt Nam, quen một cái cô ở trên mạng, xong rồi về Việt Nam đem cái cô vợ này qua, cũng fiancé như vậy. Đem qua mới tuần lễ trước, tuần lễ sau cô này cũng biến mất. Mà khi đem qua thì anh đi có tới nhà làm barbecue. Mà cô này đẹp lắm luật sư Tâm, rất là đẹp. Mà anh chàng này đó thì ảnh sụt vào nói rằng xoàng xoàng thôi. Nhưng mà tuần lễ sau thì cô này cũng biến mất, thì anh chàng này ảnh bẻ mặt lắm, ảnh không biết cô này có bỏ cô đi đâu, kiếm hoài không ra. Sau đó 2 tháng thì cô này có quay về. Thế ra cô này có đi qua bên Texas đó, qua bên Houston, Texas để mà thăm người dì. Người dì qua đón mà bỏ đi. Nhưng mà cái lý do bí ẩn là tại sao đi mà không nói không gì cả mà đi biến mất. Thì sau này đó, mãi tới về sau này ngồi nói chuyện đó, thì cô này cổ đã có một người nhân tình đang sống ở tại Houston, Texas. Và khi cổ qua tới Mỹ rồi, mượn đò qua được, qua sông rồi thì đâu cần cái con đò đó nữa, thì có người tới đón đi. Thì khi đón đi rồi đó thì sau này cứ mỗi lần đó mà gặp lại cổ mới nói qua bên kia rồi nhìn thấy cái căn nhà của ông kia ở thấy chán quá, thôi tôi quay về với ông này cho chắc ăn, bởi vì ông này ông có bằng Master MBA mà nhà cửa của ông cao, ông sang trọng hơn, mà tính tình ông phóng khoáng, còn cái ông nhân tình của mình cũng về Việt Nam cưới, mà cũng về Việt Nam xong rồi nói ngon nói ngọt mình qua chỉ là một cái nhà xe phòng. Cho nên bây giờ bà lớn tuổi rồi,
ngồi nói chuyện với mình, cứ mỗi một lần kể ra bà cứ cười hề hề. Mình thân con gái thì mình phải gửi cho nó đúng chỗ đúng nơi, chứ mình bị gạt lần chứ đâu gạt lần thứ hai. Cho nên tôi quay trở về tôi tạ tội với ổng. Bây giờ có hai đứa con thấy không, bây giờ ổng cưng tôi như là gì, đâu có ai mà. Cho nên mà, đây cũng là một trường hợp thôi. Chim đa đa hắc cành đa ai biểu, lấy vợ gần đi lấy vợ xa, đáng chịu biết ở đây sao không chê thiếu gì người đẹp, thưa không anh? Đúng rồi, thiếu gì người đẹp. Anh đi cứ thở dài hoài, không biết quý vị có phiền hay không, chứ nhưng mà đây cũng là thật. Nếu sự có trở ngại gì là với anh đi giúp cho. Và đây là một cái điều nó liên quan tới vấn đề bầu cử. Kính chào sư Nguyễn Tâm và anh đi, tôi tên là Thuận, cư dân khu vực 7. Tôi nghe nói là họ sẽ gửi thư bầu khiếm diện đến cho chúng tôi, nhưng vẫn chưa thấy. Tuần trước thì có nhận được tờ thông tin của luật sư Tâm, rồi cách đây 3 ngày thì nhận được một tập sách mỏng. Gia đình chúng tôi có 6 người thì nhận được tới 6 tập. Tại sao họ lại gửi nhiều tập tốn phí đến như vậy? Tôi nghĩ một tập cũng đã đủ rồi. Nhưng tôi không thấy phiếu bầu ở đâu cả, làm sao bầu? Xin hỏi tại sao tôi không nhận được, vì gia đình chúng tôi đang mong chờ để bỏ phiếu cho ông Tâm mà, có khi nào người ta lấy phiếu của gia đình chúng tôi không vậy? Anh đi nghe cái câu này đó mà anh đi vui trong lòng. Anh đi ủng hộ cho ông Tâm ra tranh cử cái chức nghị viên khu vực 7. Anh đi cũng nóng lòng để đi bỏ cái phiếu cho ông. Anh đi cũng sợ là phiếu nó mất ở đâu đó, mà bây giờ lại có người mà trong vào giờ phút này mà phiếu chưa tới mà đã lo. Còn hơn anh đi. Nên... cảm ơn anh quý vị. Đúng vậy. Sở Registrar Voters, sở bầu cử đó, đã gửi cái tập thông tin hướng dẫn, nó gọi là Voters Guide. Cái tập hướng dẫn nó bằng cái giấy bằng vàng mỏng mỏng, và nó liệt kê tất cả những cái đề tài sẽ bầu cử sắp tới mà thôi. Rồi tuần tới đó, đầu tháng 5 đó, ngày 5 họ mới chính thức gửi cái tờ giấy dài gấp như vậy này. Cái đó mới là cái phiếu bầu cử chúng ta. Thành ra quý vị yên tâm là tuần này, xin nhân tiện thông báo luôn là tất cả mọi người đã nhận được rồi, yên tâm. Cái đó là chỉ là cái hướng dẫn cử tri mà thôi. Rồi tuần tới mới nhận được phiếu bầu. Thì có hai cách. Khi nhận được cái đó, quý vị cứ điền vào và quý vị bỏ thùng thơ, bỏ bì thơ gửi đi. Hoặc nếu tốt hơn nữa thì đi tham dự ngày Mother's Day, đại hội Mother's Day vào Chủ nhật ngày 11 tháng 5 tại đường YB trên đường Lucretia đó. Nơi đó lần đầu tiên các nhân viên của cơ quan bầu cử thành phố và quận hạt đó, họ xuống tận nơi để nhận phiếu cử tri của quý vị. Đó là một việc rất là ý nghĩa. Vì sao? Họ đã trân trọng một cái sinh hoạt của người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nha. Và họ nghĩ đông đảo, và họ nghĩ rằng là một cái khối cử tri rất là được đáng kính nể, do đó họ đưa người xuống để tham dự và nhận phiếu. Tôi nghĩ một việc rất là đẹp lòng. Tôi nghĩ hình ảnh cả ngàn người cùng tới bỏ phiếu, một cái dịp rất là tuyệt vời. Đề nghị tất cả đồng bào chúng ta, đề nghị mọi người trong San Jose, quận 7, quận tất cả mọi quận, tất cả thành phố đem phiếu bầu tới trường YB ngày lúc 11 giờ sáng tới trưa, tới chiều 5 giờ có văn nghệ miễn phí, có nhiều văn nghệ rất là hay về mẹ đó. Nếu là mẹ đi như mình đi, nếu là con đưa mẹ đi, nếu là mình chưa sắp chữa làm mẹ thì bác ông bằng với dắt mình đi, về mất cũng làm mẹ vậy. Mừng để qua tham dự và để gửi cái lá phiếu và thùng phiếu đến tay cái nhân viên của sở bầu cử rất là chính xác. Mời quý vị tham dự. Có một cái điểm trong này đó, anh đi nói với quý vị, người Việt của chúng ta vui lắm, sống theo bầy theo đàn, 3-4 thế hệ sống trong một cái gia đình 3-4 generation, mà ông bà mình nói là tứ đại đồng đường ngày xưa đó. Đó là một cái niềm mà phải nói là hạnh phúc vô biên. Rồi bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà cái tập tục của người Việt chúng ta vẫn còn thỉnh thoảng đâu đó trên đất nước này. Nhưng mà có một điều anh đi nhắc với quý vị, 6 cái tập guideline đó gửi về chỉ dẫn đó cho 6 người đó, nhưng mà 6 người đó, người này không được quyền đọc của người kia không được quyền của người nọ nha. Mỗi một người có tên riêng ở trên đó, tại vì người nào có của người đó và phải tới tuổi đi bầu rồi mới được gửi về cái đó. Đúng vậy. Cho nên nếu như mà người này coi của người kia đó, mặc dù là không biết nó có giống hay không, nhưng mà cái đó là cũng là phạm đến luật. Đến nỗi mà tôi có người cháu, mà tôi có người anh họ thì đúng hơn, cứ bà ông cứ việc luôn luôn là bầu cho bà đó. Một ngày kia đứa con nó biết, nó nạt ông bố một cái, bố sang hồn luôn. Bố không được làm cái chuyện phi pháp như vậy. Hỏi sao vậy thì bố mẹ nó không, nói gì thì nói, vấn đề bầu cử là chuyện linh thiêng của bố, người bố không được làm, bố để mẹ tự làm lấy. Còn nít nó có cái
sự trân trọng về cái chuyện mà theo luật pháp và cái quyền mà tự do tuyệt đối về vấn đề phát biểu cá nhân của chồng, mặc dù là vợ chồng đó nha. Cho nên quý vị thấy cái này nó không phải là cái tốn phí này nó đúng, nhưng nó nói lên cái văn hóa của nó. Quý vị thấy hai vợ chồng có hai cái credit card, nhưng mà gửi về cái thư, cái statement cho bà vợ mở, ông chồng mở, chứ cũng không có thể nào thư từ mà chung đụng với nhau. Mà khi nào mà nó chung, nó gửi về cả tên ông tên bà trên đó. Còn anh đi còn nhớ một lần á, là luật sư Tâm còn nói rằng thư ở trong thùng thư đó mà người này mở thư của người kia cũng là một cái, thế lúc mà đừng nói nhân thì nói luôn là cái thùng thơ, xin nhắc luôn cái thùng thơ đó, mặc dù mình bỏ tiền mình dựng cái thùng thơ, mặc dù là mình bỏ tiền dựng thùng thơ, nhưng cái quyền sử dụng đó là của bưu điện mà thôi. À, chỉ có những người trong cái gia đình đó mới được quyền thò tay vào lấy ra hoặc là để thơ đi, không được bất cứ nào người khác có quyền nhét tờ truyền đơn, tờ quảng cáo vào trong đó. Mà nhiều người chúng ta đôi khi không để cái đó, đó là một phạm luật liên bang đó. Chứ đúng không, rồi không nào. Cho nên bởi vậy cho nên ở đây nó mới không có thể có quyền quảng cáo, là họ thường họ gắn ở cửa cho mình hay đéo đâu, chứ không được nhét vào cái thùng thơ của mình nha. Ừ, cái đó là cái điều mà anh đi nhớ đó quý vị. Tại sao cái quảng cáo pizza hay là của Macy nó cứ gắn ở trên cái cánh cửa mà không bao giờ bỏ thùng thư? Mà cái đồ mà của ông đưa thư bỏ thùng thư thì nó nằm ở trong tập báo sẵn. Đúng rồi. Ngày hôm nay anh đi mới nhớ rõ là tại vì cái nào ra cái đó. Cái nào ra cái đó. Tới một lần nữa thì sắp sửa tới đây đó thì chắc chắn ngày mai là ngày 30 tháng 4 rồi, phải đi tham dự cho thật đông. Nhưng mà cái ngày Mother Day á cũng sắp đến rồi quý vị. Quý vị nhớ rằng cái ngày Mother Day đó thì như luật sư Tâm vừa nói lúc nãy, nhưng mà anh đi cũng còn nhớ cái câu thơ mà trước đây chúng ta cũng đọc hoài, hình như của Trần Trung Đạo thì phải. Nhắc chiếc phone lên bỗng lạnh người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi, mà đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Cho nên cái ngày Mother Day, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình nghĩ về cái ngày để làm vui cho mẹ mình, làm vui cho cha mình, làm vui cho người thân của mình, mua một bó hoa hồng, mua một vài thức ăn của mẹ mình muốn ăn, nhắc nhở những cái kỷ niệm cũ, hay là đây cũng là một cái cớ để thúc đẩy cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới đi lên, thì tùy quý vị suy nghĩ như thế nào. Như Andy prefer, hãy về với mẹ mình và cứ ở bên bà một chút xíu, lâu lâu rút đầu vô già cỡ nào không cần biết, giả bộ ngã cái đầu vô ngực bà một cái, nói là con yêu mẹ là coi như mọi và việc là đưa xong. Mẹ đi, anh đi thưởng thức một ngày tuyệt vời rất là đẹp tại Dubai Bi, nắng ấm đẹp, đi chương trình văn nghệ rất là hay nha, có Mai Thiên Vân hát cho mẹ rất là hay. Đúng rồi, Mai Thiên Vân thì giọng ca ở tỉnh Bến Tre này thì không thể nào mà chê được. Một nữa chúng tôi anh đi Phạm, luật sư Nguyễn Tâm xin gửi lời chào tạm biệt quý vị nơi đây, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, chúc quý vị một cuối tuần thật an vui, thật hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin chào.